Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, người đời hay có câu, một người làm quan, trăm họ được nhờ. Câu nói này quả thực đúng quý vị ạ. Bởi trong lịch sử Trung Quốc đã từng có một gia tộc giữ vững được truyền thống này, thậm chí họ còn kế thừa thành công tới mức sản sinh ra tới 60 vị hoàng đế nữa cơ đấy. Nghe thật khủng khiếp phải không nào? Vậy nhưng quý vị đã biết đó là gia tộc nào hay chưa? Và điều gì đã khiến gia tộc này có thể giữ vững được ngai vàng tới hơn 60 đời như vậy? Hãy cùng lịch sử Trung Quốc đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, dân số cũng có nhiều họ khác nhau. Bách gia tính thời Tống thống kê được 628 họ, Thiên gia tính đời nhà Minh ghi lại 1.594 họ, mà thực tế lưu truyền cho đến nay có tới 5.662 họ đấy quý vị ạ. Trong Bách gia tính, Triệu Thị là họ người lớn nhất, nguyên nhân là vì Bách gia tính thành lập thành sách vào đầu Bắc Tống, lấy họ Triệu của hoàng đế khai quốc Bắc Tống Triệu Khuông Dận làm tôn chỉ, liệt vào hàng đệ nhất. Nhưng theo thời đại trôi qua, Triệu Thị bây giờ vẫn là họ đệ nhất ở Trung Quốc. Trên thực tế, thời đại độc tôn của họ Triệu đã qua, họ người hùng mạnh nhất hiện tại chính là họ Lý. Theo kết quả điều tra dân số quốc gia lần thứ 6 năm 2010, chỉ riêng nhân khẩu họ Lý ở Trung Quốc đại lục lên tới 95 triệu người, chiếm khoảng 7,9% dân số người Hán. Hơn nữa họ Lý có khuynh hướng tăng lên năm này qua năm khác, cộng thêm một ít nhân khẩu ở hải ngoại, số lượng có thể vượt mốc 100 triệu đó quý vị ạ. Dân số họ Lý có quy mô như vậy nhờ vào sự phát triển của triều đại phong kiến. Trong lịch sử Trung Quốc, chỉ riêng họ Lý đã có tới hơn 60 vị hoàng đế lần lượt thành lập 12 vương triều Đại Thanh, Tây Lương, Lương, Ngô, Ngụy, Đường, Sở, Hậu Đường, Nam Đường, Đại Thục, Tây Hạ, Đại Thuận. Người mang họ của hoàng đế không chỉ có hậu nhân mà còn có các thành viên trong dòng tộc đế vương. Anh em và người quan trọng khác của hoàng đế đều được phân phong đến các nơi, nhân khẩu tự nhiên là phát triển càng ngày càng nhiều. Quý vị có biết không, họ Lý đứng thứ tư trong Bách gia tính, nhảy vọt trở thành họ lớn và hùng mạnh nhất Trung Quốc, có quan hệ rất lớn với Lý Thế Dân và nhà Đường. Trong số 12 vương triều do người họ Lý sáng lập, nổi tiếng nhất chính là nhà Đường. Trong số hơn 60 vị hoàng đế, danh tiếng lớn nhất không ai khác ngoài Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, người đã thông qua sự kiện Huyền Vũ Môn chi biến, sự biến Huyền Vũ Môn lên ngôi đế vị. Được biết, sự biến Huyền Vũ Môn là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 626 khi Tần Vương Lý Thế Dân trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ. Trên đường tới cung của Đường Cao Tổ khai quốc nhà Đường, giết chết anh cả là Thái tử Lý Kiến Thành cùng em là Tề Vương Lý Nguyên Cát. Sau khi kế vị, Lý Thế Dân cố gắng hết sức trị vì đất nước, mở cửa phát triển và từ đó sáng lập một trong ba thịnh thế lớn của xã hội phong kiến Trung Quốc là Trinh Quan Chi Trị. Nhà Đường dưới thời Lý Thế Dân là quốc gia hùng mạnh tầm cỡ thế giới vào thời điểm đó đấy quý vị ạ. Thời kỳ đỉnh cao của triều Đường từng phân vương, phong vương cho anh em họ hàng của hoàng đế, địa vị chỉ đứng dưới thiên tử trên quy mô lớn. Chỉ riêng ngoại tính, những họ không phải họ của đế vương đã vượt quá 100, chứ đừng nói đến thân vương họ Lý. Những họ ngoại này đều được ban cho họ Lý, thủ lĩnh của một số nước phụ thuộc hoặc là người dị vực đến nhà Đường định cư cũng được ban cho họ Lý. Theo đó chỉ cần được hoàng đế ban cho họ Lý xem như là vinh dự, nghìn năm có một, chính thức thuộc dòng dõi hoàng tộc. Cứ như thế, sau hơn 1.000 năm phát triển, nhân khẩu họ Lý mới có quy mô ngày hôm nay đó quý vị ạ. Họ Lý trong lịch sử không chỉ xuất hiện nhiều hoàng đế, về nguồn gốc của họ Lý cũng rực rỡ, rất nhiều điển tích và câu chuyện về khởi nguồn của họ Lý, nhưng một trong những câu chuyện sớm nhất giải thích rằng họ Lý có nguồn gốc từ họ Doanh, tổ tiên huyết thống là Cao Giao. Cao Giao được sinh vào khoảng năm 2220 trước công nguyên là thủ lĩnh bộ lạc Đông Di thời Thượng Cổ cùng với Nghiêu, Thuấn, Vũ được tôn vinh là một trong tứ thánh Thượng Cổ đấy quý vị ạ. Cao Giao làm pháp quan trải ba đời Đường Nghiêu, Chu Thuấn và Hạ Vũ. Ông cùng một danh thần khác là Quỳ rất có uy tín trong thời đại Thiện Nhượng, nhường lại ngôi vị, một phương thức thay đổi quyền thống trị trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc. Lúc bấy giờ, sở dĩ thời kỳ đó thịnh vượng cũng nhờ một phần luật lệ nghiêm minh do Cao Giao chấp pháp.
vì được Thuấn bổ nhiệm làm đại lý, chức quan quản lý hình phạt. Cao Giao tri ân nên truyền lệnh cho con cháu lấy Lý trong chức đại lý làm họ, mà ở thời cổ đại Trung Quốc, Lý và Lý cũng là Lý trong Lý Thế Dân, có nghĩa là tương đồng, từ đó hình thành nên họ Lý thời nay đó quý vị ạ. Trong lịch sử ghi chép, tộc Lý Thị từ cuối thời Thương đến Đông Chu vẫn sống ở Dự Đông, khu vực phía đông của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hiện nay. Từ thời Tiền Tần đến cuối thời Chiến Quốc, Lý Thị đã di cư rộng rãi đến Sơn Tây, Hà Bắc, Thiểm Tây và những nơi ở khác, dần dần lan rộng khắp trở thành họ người hùng mạnh nhất Trung Quốc. Và thế là từ đó cho tới nay, họ Lý luôn được coi là một dòng họ lớn và là dòng họ của nhiều vị hoàng đế nhất trong lịch sử Trung Quốc. Và bên cạnh dòng họ có nhiều thiên tử nhất thì trong quá khứ của đất nước tỷ dân này cũng tồn tại một dòng họ khác cũng không hề kém cạnh. Mặc dù không phải gia tộc có nhiều quyền lực trên chính trường, thế nhưng đó lại được xem là nơi xuất sinh ra nhiều hoàng hậu và phi tần nhất lịch sử. Trong đó có cả những cái tên đã từng khiến hậu thế bàn tán suốt một thời gian dài. Đó là gia tộc nào và nguyên nhân nào khiến nữ nhân trong dòng họ đấy được ưu ái đến vậy? Là vì nhan sắc, quyền lực hay vì một âm mưu ở phía sau? Nếu quý vị cũng tò mò thì hãy cùng lịch sử Trung Quốc đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Việc lựa chọn những phi tần đắc sủng chốn hậu cung dựa vào mẫu tộc bề thế chống lưng ở phía sau không còn là chuyện hiếm trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Trên thực tế, khi một hoàng đế lên ngôi sẽ có người mừng, kẻ ghen ghét. Nhiều hoàng đế khi có cơ hội nắm giữ ngai vàng vẫn phải đối mặt với nhiều thế lực chống đối, luôn tìm cách lật đổ. Bởi vậy, việc có được một gia tộc nhà vợ hùng mạnh, hoàng đế sẽ có thể củng cố quyền lực, ngồi vững vàng trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn đấy quý vị ạ. Để lựa chọn một phi tần đưa lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, hoàng đế phải nhìn vào gia thế của nhà vợ, từ đó có thể rút ra rằng phi tần nào có gia tộc hùng mạnh chống lưng thì ắt sẽ được ưu tiên phần nào trên con đường tranh sủng. Đối với những gia đình nhà vợ này, hoàng đế 5 phần nể trọng, 5 phần lo sợ. Cũng bởi được hoàng đế sủng ái, gia tộc hiển hách, nắm trong tay nhiều quyền lực mà không ít người khi được lên ngôi vị đứng đầu hậu cung liền kéo bè kết phái chèn ép người khác đó quý vị ạ. Điều này khiến cho hậu cung dậy sóng, tạo nên nhiều áp lực cho hoàng đế. Không dừng lại ở đó, khi thấy người nhà trở thành hoàng hậu, nhiều mẫu tộc làm tới, lấn lướt, làm lũng đoạn chính trường, gây hại cho quốc gia. Bởi vậy, đến giai đoạn nhà Thanh, dù hôn nhân vẫn mang tính chính trị ràng buộc giúp đỡ lẫn nhau này vẫn tồn tại, song bởi nhận thấy mặt hại của các mẫu tộc hùng mạnh mà rất nhiều đời hoàng đế mãn Thanh đều có xu hướng kết nạp nhiều phi tần chỉ thuần với mục đích duy trì nòi giống. Điều này giúp cho hoàng đế vẫn có được con đàn cháu đống mà không phải vì quyền lực mà nể mặt bất cứ ai. Theo đó, họ sẽ chọn những nữ nhân có xuất thân trong sạch nhưng mẫu tộc lại không có quá nhiều quyền lực trên chính trường. Các hoàng đế triều Thanh nếu ân sủng một vị phi tần nào đó còn có thể nâng tước vị cho họ trở thành hoàng hậu. Ưu điểm của những phi tần không có gia thế là họ sẽ sống công bằng, nghiêm minh, không có sự thiên vị, hống hách, kết bè phái sau lưng hoàng đế. Điều này giúp cho hậu cung sẽ yên bình, bởi biết gia tộc của mình hoàn toàn mờ nhạt nên nếu một gia tộc phi tần nào đó đắc tội với hoàng đế thì dễ gây ra họa diệt vong, ảnh hưởng tới gia đình. Trong số những gia tộc cao quý thuộc dạng không có quyền lực nhiều trên chính trường nhưng lại sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần cho các đời hoàng đế Thanh Triều, nổi lên cái tên rất nổi bật đó chính là Nữ Hỗ Lộc Thị. Gia tộc nổi tiếng này thuộc Bát Kỳ Mãn Châu. Nữ Hỗ Lộc Thị xuất hiện nhiều hoàng hậu, phi tần của nhà Thanh với cả thảy 6 phi tần và 6 vị hoàng hậu, bao gồm cả trường hợp sinh được con trai sau này lên ngôi hoàng đế truy phong cho mẹ mình. Nữ Hỗ Lộc Thị là một họ của người nữ chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nổi tiếng của họ này được liệt vào một trong những dòng họ quý tộc Mãn Châu nổi tiếng dưới triều đại nhà Thanh đấy quý vị ạ. Nữ Hỗ Lộc Thị được cho là có khởi nguồn từ vùng núi Trường Bạch thuộc tỉnh Cát Lâm ngày nay, giữa hai con sông Tùng Hoa và Mẫu Đơn. Theo những ghi chép trong gia phả, ông tổ 6 đời Ngạch Diệc Đô, thành viên Nữ Hỗ Lộc Thị nổi tiếng đầu tiên được ghi lại trong tài liệu lịch sử đời Thanh. Với sự hỗ trợ đắc lực của Ngạch Diệc Đô và thị tộc Nữ Hỗ Lộc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lần lượt thống nhất được các bộ tộc nữ chân để hình thành nhà nước Mãn Thanh. Khi hệ thống Bát Kỳ ra đời để tưởng thưởng cho lòng trung thành và công lao của Ngạch Diệc Đô, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã xếp Nữ Hỗ Lộc Thị thuộc vào Tương Hoàng Kỳ trong nhóm Thượng Tam Kỳ, biến thị tộc này trở thành một trong những thị tộc có thế lực nhất trong Bát Kỳ.
Đến thời cực thịnh của nhà Thanh, hầu như các kỳ trong bát kỳ đều có các thành viên của Nữ Hỗ Lộc Thị giữ các vị trí trọng yếu đó quý vị ạ. Dưới triều đại nhà Thanh có tới 12 phi tần, Hoàng hậu nhà Thanh có xuất sinh từ gia tộc Nữ Hỗ Lộc Thị, triều đại Hoàng Thái Cực, Thanh Thái Tông Nguyên Phi, Khang Hy, Thanh Thánh Tổ, Hiếu Chiêu Nhân Hoàng Đế Kế Hậu, Ôn Hy Quý Phi, em gái Hiếu Chiêu Nhân Hoàng Hậu, Thánh Tổ Thứ Phi, Ung Chính, Thanh Thế Tông, Hy Quý Phi, mẫu thân của Càn Long, truy phong là Hiếu Thánh Hiền Hoàng Hậu, Gia Khánh, Thanh Nhân Tông, Hiếu Hòa, Duệ Hoàng Hậu, Kế Hậu, Cung Thuận, Hoàng Quý Phi, Đạo Quang, Thanh Tuyên Tông, Hiếu Mục, Thành Hoàng Hậu, là Phúc Tấn, lúc Đạo Quang còn là Hoàng Tử, về sau truy phong Hoàng Hậu, Hiếu Toàn Thành Hoàng Hậu, Kế Hậu, Tường Phi, Thành Quý Phi, Hàm Phong, Thanh Văn Tông, Hiếu Trinh, Hiển Hoàng Hậu, Kế Hậu. Và đó là gia tộc được mệnh danh là nhiều hoàng hậu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Quý vị thấy sao về gia tộc này? Hãy để lại ý kiến của quý vị trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.